Rồi, chào bà con. Ngày hôm nay ngày 8 tháng 3 và bây giờ là 8 giờ 22 phút. Vừa rồi mình thấy mặt trăng nó đỏ rực bà con. Có thể là lúc mặt trăng nó mới lên đó. Nó mới lên rồi nó có những cái đám mây xa đó, cho nên cái mặt trăng nó đỏ rực. Bây giờ thì khoảng nửa tiếng sau, bây giờ mình lên trên lầu mình coi ấy, thì giờ nó trắng hết cái đỏ rồi. Cái hiện tượng này thì hồi cái đây khoảng chừng 10 năm, cái khi đó ở bên Úc này cháy rừng dữ dội quá chừng đi, cháy còn chỗ nào cũng cháy, thì coi như bầu trời lúc đó cây đen ngòm, rồi mặt trời cũng coi như đỏ rực hết trơn trọi đó, tại vì nó bị bay qua mấy đám mây khói đó, nên mặt trời nó đỏ rực hết trơn. Rồi cái đợt đó là cái đợt đấy cháy kinh hoàng nhất của nước Úc. Rồi có một thời gian đó hơn 10, có chừng 15 năm, khi đó mình đang ở cái vùng biển đó, mình đang ở vùng biển đó, thì coi như lúc đó mình thấy cái xe của mình á, nó đỏ hết trơn trọi. Rồi sau đó khi về nhà mình coi tivi á, thì biết là cơn bão bão ở ở trong cái thời gian đó nó nước Úc nó bị khô cạn quá, nó khô hạn quá, thì nó coi như khi mà cơn gió lốc á, nó thổi tới nó kéo theo những cái bụi của những cái vùng mà bị hạn hán. Thì là cái màu đỏ đó là cái màu đất coi như nó kéo, nó thổi xa coi như tới khoảng hơn 500 cây, coi như bay từ ngoài cái vùng xa xôi của nước Úc mà nó thổi tới tới Sydney coi như New South Wales là bị hết á. Nó coi như cái thời gian đó người ta cũng chụp hình, người ta quay phim lên, có thể bà con còn nhớ được cái vụ đó. Nó cách khoảng chừng 15 năm rồi. Thì ở bên Úc này có nhiều cái điểm cũng lạ luôn á. Nước Úc này rất là rộng lớn, dân thưa, nhưng mà lại bị thiếu nước bà con. Khi nào thì mưa dữ dội, còn khi không thì coi hạn hán, rồi mưa coi như ngập lụt tá lạ hết trơn. Chính vì vậy mà chính phủ người ta biết là dân ít nhưng mà người ta không dám dân nhiều, bởi vì nước Úc nó cũng rất thời tiết rất là khắc nghiệt, coi chỉ người ta chỉ sống ở chung quanh cái vùng biển thôi, còn ở trong đất trong giữa nước Úc thì nó nhất là cái mạn Adelaide nó là sa mạc. Rồi ở New South Wales thì không có bị sa mạc, nhưng có thể Adelaide với Winford hai đó nó bị cái sa mạc lớn lắm. Mặc dù dân Úc rất là ít nhưng mà cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt, coi không cháy rừng thì cũng bị mưa ngập, rồi không, nếu mà không mưa ngập thì cũng sẽ bị hạn hán. Chính vì vậy mà coi dân Úc mặc dù ít nhưng mà chính phủ không dám nhận nhiều, bởi vì người ta phải lo chăm sóc cho những người mới tới, rồi phải làm cách nào để mà có công ăn việc làm cho người dân. Đó là cái chính phủ của nước Úc đó bà con. Hôm nay thì bây giờ mặt trăng giờ bắt đầu lên cao chút xíu rồi, coi như không có đỏ như vừa rồi nữa. Thì mình nghĩ là tại vì cái thời đó, khi mà mới bắt đầu lên đó, thì có một số mây nó che cái mặt trăng á, cho nên mặt trăng nó đỏ. Bây giờ lên cao thì coi như không thấy mây nữa, thì coi như mặt trăng nó sáng bình thường lại rồi. Ok, rồi một chút xíu tường thuật cho bà con biết về cuộc sống như trăng ở bên Úc mình thế nào ha. Và viết lại một cái nữa này là khi nào mà trăng non hay là trăng già đó, thì bà con có thể thấy nó rất là khác biệt. Thì nếu mà ở Việt Nam, ở Úc hay bên Mỹ thì nó đều khác nhau hết trơn á. Coi bên này thì hướng này, mà bên Mỹ thì hướng khác, rồi Việt Nam cũng hướng khác chút xíu,
nó chênh lệch nhau chút xíu nha bà con. Đó, khi mình muốn thấy được cái mặt trăng nó khác nhau chỗ nào, chỉ có cái điểm mà coi tốt nhất là trăng non và trăng già. Ok, rồi tạm thời mình ngưng máy nha bà con. À, nếu mà ai thích cái video của mình cho một cái subscribe hay một cái like để mình tiếp tục có động lực để mình tiếp tục quay cho bà con. Thì coi như cho bà con biết cuộc sống ở hải ngoại như thế nào. Mình cũng muốn rất muốn quay cái rất muốn quay cái khung cảnh mình làm việc á. Nhưng mà ở trong hãng đó, khi mà mình quay á thì người ta không cho phép bà con à. Tại vì cái người ta sợ là cái bí mật của hãng xưởng đó. Thế ra mình không có quay được, không rồi mình có quay thì thảy lên. Nhưng mà về sau có mình hỏi cái người mà người canh gác á, người ta nói là cây này họ chỉ cho mình thấy cái chỗ để mà đường đi vô á, là không được phép quay phim chụp hình. Nếu mà vi phạm á, nó sẽ phạt và bị đổi. Cho nên mình không dám quay cũng như chụp hình ở trong cái nơi mình làm việc. Ok, rồi với video nhỏ bé này, hy vọng bà con có thể thấy được cuộc sống của nước Úc như thế nào ha. Ok, đó là cây. Đó, đó coi như ở bên này, coi như ở trên lầu mình quay xuống á, thì coi như bên này người ta rất thích tập thể dục. Nhất là những người mà Úc á, họ tập thể dục dữ lắm bà con. Nhưng mà có một cái điểm là ai cũng giống nhau, dù Tây Tàu hay Việt Nam cũng vậy hết á. Khi mà đi nhà thờ thì muốn gần, đi shop cũng muốn gần, không ai muốn đi xa. Mà trong cái đó thì ai cũng muốn tập thể dục cho nó khỏe người hết. Mà đi bộ thì không muốn hai bà con, chắc đồ cũng không muốn. Ok, rồi tạm thời mình có chút xíu về cuộc sống ở hải ngoại nha. Ai thích thì cho mình cái subscribe hay một cái like gì đó bà con, để tiếp tục mình quay nha bà con. Rồi bye bye nha.